Chiều 30 tháng 8, thành phố Hội An tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2022. Hè năm nay, sau 2 năm dịch bệnh COVID-19, các hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức trở lại đã thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Nổi bật là hội diễn hoa phượng đỏ cấp thành phố và xã phường, các lớp năng khiếu múa, thanh nhạc, dân ca, hội họa, thể thao miễn phí, hoạt động khám phá thư viện, khám phá bảo tàng, trại hè san hô tại Cù Lao Chàm, các giải thi đấu thể thao. Bên cạnh đó, thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố cũng đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như ra quân dọn vệ sinh môi trường, tiếp sức mùa thi, làm đẹp di tích lịch sử, tìm hiểu về phòng tránh xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích, đuối nước. Hè năm nay, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Hội An đã vận động trao tặng 80 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng. Ban chỉ đạo hoạt động hè các xã phường vận động trao tặng 749 suất quà với tổng trị giá hơn 186 triệu đồng. Thành đoàn và Hội đồng đội thành phố xây dựng mới một khu vui chơi trẻ em với tổng trị giá 100 triệu đồng. Các xã phường cũng đã sửa chữa 12 công trình tuổi thơ với kinh phí trên 50 triệu đồng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, Thành đoàn Hội An khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích trong việc tổ chức các hoạt động hè năm 2022.